Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Sứa Cỏ Hải Dương. Rất cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và theo dõi kênh Siêu Sứa Cỏ Hải Dương trong suốt thời gian vừa qua. Và trong video ngày hôm nay, em lại tiếp tục mới mua về được một mẫu xe Porsche Cayenne đời 2007 nhập khẩu nguyên chiếc Đức, cửa tiền chỉ có hơn 300 triệu đồng thôi. Thưa quý vị và các bạn, đây là một mẫu xe sang, có thể nói là lành và bền. Trong phân khúc xe Đức thì Porsche vẫn là một thương hiệu. Nhắc đến Porsche thì phải là nhắc đến cái chiếc xe có cái thương hiệu xe thể thao. Đấy, Porsche thì thường như là họ thiết kế nghiêng về độ thể thao vào những năm 2007. Đó. Thì cái thế hệ form thứ hai của Porsche Cayenne này nó làm mưa làm gió luôn. Nó cạnh tranh ăn đứt, phải nói là ăn đứt những cái dòng xe của Mac hay của BMW hay là của những cái dòng xe gọi là Audi. Đấy. Thì Porsche Cayenne và Audi thì hai cái cỗ máy nó là dùng chung một mẹ. Cho nên là máy của Porsche và máy của Audi gần như là nó giống nhau. Nó giống nhau thì không phải là giống nhau là hoàn toàn. Đấy, nó cũng sẽ phải khác về một số những cái công nghệ và một số những cái hệ thống cảm biến, nó sẽ khác đôi chút. Đấy, form dáng của Porsche trong cửa tiền hơn 300 bây giờ nhìn nó vẫn là đẳng cấp. Và bây giờ thì để mà nhìn thấy được thực tế chiếc xe này ở ngoài đường thì chúng ta phải rất là hữu duyên thì mới có thể nhìn được những chiếc xe như thế này. Bởi vì thực ra những cái dòng xe Porsche này nó là một dòng xe sang, ngày xưa mua mới nó rất là nhiều tỷ đồng nên không có nhiều xe ở ngoài thị trường đâu. Và chúng ta hình dung là cách đây là hơn chục năm về trước, nếu để có cái số tiền 4 cho đến 5 tỷ đồng để sở hữu những cái chiếc xe như thế này vào những cái năm đó thì phải là những người phải nói cực kỳ là nhiều tiền. Bây giờ họ, những chủ xe của những cái chiếc xe này, họ phải có hàng trăm tỷ hoặc vài trăm tỷ rồi. Đó. Thì thôi, chúng ta bây giờ chỉ cần bỏ ra hơn 300 triệu đồng chỉ bằng những chiếc xe cỏ thôi. Thì với cái mức giá như hiện tại thì chúng ta không thể đòi hỏi được một chiếc xe nó phải là đời cao. Bởi vì đời cao bây giờ những dòng này nó cũng rất là đắt tiền, nó không rẻ tiền ạ. Đấy. Nhưng mà hơn 300 triệu nó vẫn là Porsche. Chìa khóa nó vẫn là hình ô tô. Đấy, vẫn là logo rất là thương hiệu. Và chìa khóa zin. Chìa khóa zin của xe ở đây nó sẽ, bên trong nó sẽ có chữ này. Đấy. Rồi. Chúng ta cùng vào bên trong chi tiết nội thất. Thì trước khi vào bên trong chi tiết nội thất thì chúng ta cùng đánh giá sơ bộ ngoại thất của chiếc xe này và xem những cái một số những cái option theo xe nó còn được đẹp hay không nhá. Thứ nhất là về hệ thống đèn pha này, đèn pha còn trắng tinh luôn. Đấy, đèn gầm là chủ xe cũng lắp thêm đèn bi rồi. Được chưa? Cái phần đầu xe này, đầu xe của Porsche ấy nó không thay đổi quá nhiều về thiết kế. Những chiếc xe Porsche đời mới bây giờ thì nó cũng thiết kế giống những chiếc xe này, về hình dáng hình hài của nó gần như nó không thay đổi hoàn toàn về diện mạo mà nó vẫn giữ nguyên cái diện mạo đó. Cái cốt lõi của chiếc xe Porsche và hãng Porsche thiết kế ra. Đấy, các bác nhìn này là một dàn lốp Michelin và la răng là nguyên bản, phanh là phanh gọi là phanh đĩa, phanh ABS, hiệu suất cao. Đó, chúng ta đi tốc độ cao và đạp phanh của những cái má phanh của Porsche thiết kế ra để chuyên cho những cái dòng xe thể thao thì các bác biết là nó phải là hiệu suất cao rồi. Chiếc xe này chỉ có duy nhất là cái đèn đằng sau ở bên phụ là bên em sẽ cho thay mặt đèn nhá. Đó. Còn đâu là các bác nhìn phần đuôi xe này, tổng thể nó rất là đồng đều. Cái phần đuôi xe nhìn hai cổ bô kép này và cái đuôi xe này nhìn nó đẹp, nó đẹp bằng một cách huyền thoại. Hơn 300 triệu đồng em không thể tưởng tượng được là với những chiếc xe như thế này mà lại chỉ có hơn 300 triệu đồng anh em ạ. Mà nó là sự thật. Hơn 300. Các bác theo dõi hết video clip nhé. Cốp của em nó đây. Con này thì là cốp cơ. Con này cốp cơ. Cái bản này là bản nó hơi lộn cộ một chút. Nó không có cốp điện nhưng lại có một số những option này hơn những chiếc xe mà có bản cốp điện. Cốp các bác có thể nhìn thấy là cốp của nó khá là rộng. Vì đây là chiếc xe Porsche Cayenne. Đúng ra thì đây nó phải là thiết kế 7 chỗ nhưng mà thiết kế 7 chỗ thì hơi chặt. Nhưng mà nó lại là 5 chỗ nên cốp nó rất là rộng. Nốp dự phòng phía sau đây, kích nốp mọi thứ là đầy đủ hết. Đấy, phần cốp này chúng ta để thoải mái đồ luôn. Được chưa? Đấy. Đóng cốp lại, toàn bộ cái ốp sau đều bằng nỉ hết.
Xe thì là cam kết với anh em là không có bị đâm đụng và không bị ngập nước. Máy số gầm bệ thì cực chất, và con này thì máy số zin rồi. Máy số zin, nội thất zin. Đây một dàn nốp đây, dày cả dàn luôn, lùng quanh cái bên trong nó bằng nhựa nhá, cho nên là kể cả chúng ta có đi bao nhiêu năm nữa mà không tai nạn đâm đụng gì thì cái nhựa này không thể mòn được. Đấy, và nó không bị xù như những cái chiếc xe mà nó sử dụng bằng nỉ. À, bằng nhựa hết. Giảm xóc của con này là giảm xóc cơ. Cái bản 4.8 của Porsche Cayenne nó mới có giảm xóc bóng hơi, và bản 4.8 nó còn có hai phiên bản, bản xóc cơ và xóc bóng hơi nữa cơ. Nói chung Porsche thì khá nhiều phiên bản, bởi vì đây là hãng xe người ta ví là hãng xe bán với option, tức là option của xe này, của cái dòng Porsche này nó là tùy chọn. Đây nhưng con này là ghế chỉnh điện này, nó có thêm cả 3 vị trí nhớ ghế, mà thường những con xe Porsche mà em hay quay cho các bác xem là nó không có 3 vị trí nhớ ghế. Và đồng thời con này tuy là bản của nó là bản 3.6 nhưng nó lại có cả cửa sổ lock. Đấy, bản 3.6 cửa lock. Có cả 3 chế độ chạy và chế độ sport, hộp số tự động 6 cấp, có chế độ thể thao cộng trừ. Nên màn hình Android. Đấy, và cam lùi đầy đủ hết rồi. Vô lăng các bác nhìn này không có tích hợp, không có những cái nút bấm bàn phím đây. Vô lăng nhìn rất là trơ trọi. Đấy, nhưng mà con này thì nó là tiết kiệm nhất trong phân khúc xe của Porsche Cayenne rồi. Nó là tiết kiệm nhất. Máy chỉ có 3.6 rồi. Ghế da là ghế da zin nguyên bản anh em. Logo dập lội, hình đúng logo của Porsche luôn. Ghế da zin nguyên bản. Đấy, tắp lô tắp ly nói chung là cũng khá là đều. Nói chung là một chiếc xe mười mấy năm rồi mà nó còn được đẹp như bây giờ, từ con số tiền là gần 5 tỷ đồng mà bây giờ còn hơn 300 triệu đồng thì nó là cái con số gần như là chỉ còn xác xe thôi. Đấy, nhưng mà ngồi lên những cái chiếc xe như thế này các bác chạy, khẳng định với anh em luôn, nó vẫn còn một cái sự đẳng cấp và chạy rất là sướng, rất là khác biệt so với những dòng xe phổ thông. Ở phía sau con này thì các bác có thể nhìn thấy là có cả rèm che nắng này. Cái này là nguyên bản của nhà sản xuất nhá. Ngày xưa là những cái option này là mua là phải là tiền, thêm tiền. Đấy, thì là hãng sẽ lắp thêm ghế da. Ghế da này là ghế da zin, ghế da xịn, càng ngồi càng mịn. Đấy, rất là khó rách. À, ghế phía sau chúng ta có cả chỉnh gió điều hòa đây. Đó, đóng mở cửa thì chắc lên. Phơi. Form dáng nó là quá đẹp. À, tí nữa thì sẽ cho anh em xem qua luôn hệ thống động cơ của em nó nhé. Con này là máy zin. À, thực ra Porsche mà đời 2007 đến bây giờ mà kiếm được một chiếc xe mà máy nó vẫn còn zin nguyên bản thì là cũng không phải là điều quá khó khăn. Bởi vì bản chất của Porsche nó cũng rất là lành, cho nên là nếu mua được 10 con Porsche thì phải đến 8 con là máy zin, là 2 con máy làm rồi. Nhưng mà máy làm rồi và máy zin thì nó cũng có cái ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Đấy, như con này thì là máy zin, nếu mà bác nào mà đi cẩn thận dầu mỡ đầy đủ thì em nghĩ là còn lâu thì mới phải làm lại máy. Nhưng mà nếu con nào mà làm máy rồi mà làm máy chuẩn ấy thì là cũng còn lâu các bác mới phải làm tiếp máy. Đấy, đây này các bác nhìn này, đây đồ da toàn bộ là nhựa, nhựa là nhựa mềm hết nhé, không phải là kiểu nhựa cứng đâu, nhựa rất là cao cấp đây, toàn bằng nhựa mềm hết. Đấy, nhựa mềm da xịn, cảm giác cả cái xe thì rất là ít những cái chi tiết nhựa, đó là những cái thứ gọi là cao cấp chỉ có trên những dòng xe sang. Túi khí thì lùng quanh xe, dòng này thì va chạm va quệt thoải mái luôn. Chúng ta ngồi trong xe vẫn rất là an toàn. Cái bản nề của nó các bác nhìn nó dày này cơ mà này. Này, cánh cửa nó dày này cơ mà, tôn cứng lắm, tôn em nói với anh em là anh em đấm này. Này, nếu mà Kia Hyundai Vios mà đấm như thế này em khẳng định với các bác là phải ra tiệm làm sơn để dùng máy hút, máy giật để giật tôn ra sớm, như bọn này nó cứng nhảy. Mình đấm mình chỉ có đau tay chứ đừng nói nõm được cái tôn của nó. Nói như vậy là để anh em biết là cái dòng xe Đức, cái hãng xe Đức nó thiết kế cái tôn vỏ của nó sinh ra là để bảo vệ người luôn. Nó là an toàn. Đấy. Rồi. À, về động cơ của em nó thì các bác nhìn đây, nhìn máy thôi các bác đã muốn mua rồi. Đây, con này máy bản 3.6. Porsche nó có cái hay như thế này. Bây giờ các bác bỏ ra cái số tiền nhá, 1 tỷ 2 đến 1 tỷ rưỡi các bác mua những cái đời 2010 cho đến 2012. Thay đổi được một chút form nhưng mà máy thì vẫn y nguyên. Máy không thay đổi với cái con xe mà hơn 300 triệu này.
Thế cho nên là nếu như anh em mà muốn trải nghiệm một chiếc xe gọi là xe sang Porsche đấy, mà các bác chưa sẵn sàng bỏ ra một tỷ mấy, tỷ mấy để có thể sở hữu được một chiếc xe Porsche, thì các bác có thể nghiên cứu chiếc xe Porsche Cayenne này của em có hơn 300 triệu. Đấy, cụ thể thì các bác có thể nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em Minh qua số điện thoại là 0852 555 555 và kết nối em qua số Zalo để em gửi hình ảnh chi tiết. Và bên em bán thì có bảo hành cho anh em về vấn đề tai nạn đâm đụng và ngập nước, và có cam kết bảo hành cho anh em là con này máy số zin là máy số zin nhá. Làm rồi là làm rồi, zin là zin. Đấy, không thể là máy làm rồi mà là thành máy zin được. Đấy. Và đặc biệt là bên em có nhận trao đổi xe và có thu mua xe. Anh em biết anh em bạn bè hoặc người nhà và gia đình nào mà đang có những dòng xe Porsche kiểu như thế này thì bán cho em sẽ mua giá tốt và hoa hồng cho anh em từ 5 đến 10 triệu khi mua được xe. Và tất cả những dòng xe 2 đến 7 chỗ đời 2005 đến 2015 em đều mua từ giờ đến Tết luôn. Đó, và mua giá tốt cho anh em đang có nhu cầu bán nhé, và hoa hồng cao cho anh em giới thiệu. À, gì nhỉ? Đấy, con này thì bên em sẽ cho đi spa một số những cái chi tiết mà bên em cũng chưa có ưng ý, để cho khi khách hàng mua về thì các bác không cần phải làm gì nữa. Đấy, nói chung là bên em sẽ kiểm tra lại một vòng nữa. Còn máy móc thì không cần phải đụng chạm gì cả. Thì bây giờ thì em sẽ lên máy và em nổ máy và em chạy thử cho các bác cùng cảm nhận một chút về em Porsche Cayenne này nhá. Còn đâu gầm bệ ấy. Gầm bệ của những cái dòng này thì nó là siêu đẹp, bởi vì tôn vỏ của nó như em đã nói là nó rất là dày. Thế cho nên là nó chỉ bẩn thôi. Đấy, tôn vỏ nó chỉ bẩn thôi, không mục mọt, không thể han gì được. Và cái dòng Porsche nó là hai cầu. Nó hai cầu cho nên là chúng ta nếu đi vào những khu xa lầy thì nó gọi là sẽ tự động vào cầu. Chìa khóa cắm ở tay trái nhé. Đó là phong cách riêng của Porsche ấy. Rồi, chúng ta cùng kéo kính và chạy thử một chút này. Âm thanh thì rất là hay. Các bác lên xe là lưu ý là thắt dây đai an toàn nhé, để đảm bảo cho bản thân và nó đúng luật. Đây, sắp hết xăng nó báo chấm than này. Và nó báo hết sắp hết xăng này. Chúng ta nhìn công tơ mét ở đây, công tơ mét Việt. Còn đây là mai. Bên này tính bằng mai. À đâu, bên này tính bằng mai. Đấy, bên này nó là tốc độ vòng tua. Đấy, con này đi tiết kiệm. Nếu mà chạy đường trường hỗn hợp, chạy loanh quanh trong phố, nó tầm khoảng 13 đến 15 lít. Anh em chạy đường trường thì nó có thể tầm khoảng 9 đến 10 lít thôi. Mặc dù máy 3.6 thật, nhưng mà dòng này nó là hộp số 6 cấp. Nếu chạy ổn định tầm khoảng 80 cây, em nghĩ chỉ tầm khoảng 9 đến 10 lít thôi, không tốn như là đồn đâu. Còn chạy trong thành phố thì nó tầm 13 đến 15 lít. Đó là thực tế của những người đã bán nhiều Porsche và đang sở hữu Porsche. Bản thân em cũng đang sở hữu Porsche. Đấy, cho nên là em nắm được cái vấn đề ăn uống của chiếc xe này. Còn nếu anh em nào bỏ nó đi tầm khoảng 20 lít thì chắc là xe cái phần hút nhiên liệu động cơ đang có vấn đề, cho nên mới ăn xăng như vậy. Hoặc là đi trong thành phố Hà Nội, đi tầm khoảng 1 cây này có đèn xanh đèn đỏ, đi 500m này có đèn xanh đèn đỏ thì mới đến 20 lít. Chứ như những dòng này bọn em chạy loanh quanh trong huyện, đi đường hỗn hợp thì không tới 15 lít được. Bác nào quan tâm đến chiếc xe này thì alo, nhấc máy lên alo trực tiếp cho em Minh nhá. Số điện thoại hotline của em thì em vẫn để trên tiêu đề là 0852 555 555. Và xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video và những mẫu xe tiếp theo từ cửa hàng bên em. Xin trân trọng cảm ơn.